Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan pin cũ nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy cao để cho mọi người lựa. Đầu tiên sẽ là con máy Longcat này. Đây. Longcat nha mọi người. Con này của thằng Hàn Quốc, đây, Korea. Xuất Nhật nha mọi người, hàng xuất Nhật Korea xuất sang Nhật. Đây, con này là của thằng Star Seal nha mọi người. Đây. Hiệu Star Seal của Hàn Quốc này. Đây. Radio của nó là 4 chấm mấy nha. Radio 4.3 nha mọi người, 4.3. Radio con này 4.3 này. Mọi người tiện thể con ngoại hình luôn nhé. Đấy. Đấy. Này. Cái vành trượt này. Đấy. Radio 4.3. Đây. Nhã côn. Đây. Nó ghi là LVH. Cước, thông số cước nha. Đây. Thông số cước, cước số 2 vào được 150 mét, cước số 3 vào 90 mét, cước số 4 vào 70 mét nha mọi người. Đấy. Đúng vậy. LB. Cái này size của nó á, size của nó tương đương với size 1000 nha mọi người, tương đương với size 1000. Đấy. Máy này size tương đương size 1000 nha mọi người. Đấy. Máy này size thật của nó size 1000. Đấy. Thấy nó ghi trong này là kéo cá được khoảng 6 kg á. Ghê vậy. Đấy. Này, khóa một chiều này, mở này. Ok, côn kiếp. Đây. Con này đổi tay trái phải được nha mọi người, đổi tay trái phải được. Đổi tay trái phải được. Con này chất liệu là bằng graphic nha mọi người, graphic. Đấy. Này số 1. Số 1 bán 220 nha mọi người. Số 1 220. Đây. Tiếp theo số 2 cũng y cái con lúc nãy luôn. Đây mọi người, AF35B đây, cũng y luôn. Số 2 y chang số 1 nha mọi người. Số 2 y chang số 1. Đấy, số 2 y chang số 1. Thông số của nó y chang số 1 nha mọi người. Đây. Này, cái này là nó lấy cá tương đương với cá 5-6 kg á mọi người. Đây, radio 4.3 này. Đấy. Cước số 1 vào 150 mấy, số 3 vào 90 mấy, số 4 vào 70 mấy cho mọi người. Đấy. Korea. Đây. Đây là cái đường ray cước. Ok. Đấy, ngoại hình. Chất liệu là graphic mọi người. Size con này size 1000. Size độ size 1000, nó không có ghi. Nhưng mà mình nhìn cái size thật của nó là size 1000 nha mọi người. Đấy. Đổi tay trái phải được, đổi tay trái phải được nhé. Đổi tay trái phải được. Con này là số 2. Số 2, 220.000 nha mọi người. Mình có 3 con như thế là. Đây, số 3 cũng y con đấy. Star Seal AF35B. Đây, radio 4.3. Cước số 2 150 m, số 3 90 m, số 4 70 m,
Đấy. Chắc liệu là graphic con này size 1000 như lúc nãy mình đã nói, size được khoảng 1000. Đấy. Trái phải ok. Đấy, đổi tay trái phải ok nha mọi người. Được. Đấy. À quay. Cái này tay nó có thể gập nữa nha mọi người. Tay gập nữa. Đấy. Tay có thể gập nữa này. Cả con số 1, số 2 đều gập được nhé. Đấy. Đều gập được. Đấy, khóa một chiều này. Ok. Đào trượt cước này. Đấy. Này ăn bẩn thôi, vì đánh sờ thì nó sạch đấy. Ok. Hôm sau mấy con này toàn cước màu xanh trong này là hết trơn. Này. Này con số 3. Số 3, 220.000 nha mọi người. Made in Korea. Số 4. Số 4 cũng con Star Seal. Nhưng mà AF30B. Ratio của nó cũng 4.3. Đấy. Này. Vào cước 1.5 là 180 mấy. Cước số 2 là 110 mấy, cước số 3 là 75 mấy cho mọi người. Con này size nhỏ hơn. Con này tầm size khoảng 800. Đấy. Size của nó tầm size 800 cho mọi người. Đây, Made in Korea này. Đấy, ngoại hình. Chất liệu cũng là graphic. Đổi tay trái phải được nha mọi người. Đổi tay trái phải và gập tay được. Đấy, đổi tay trái phải và gập tay được nhé. Đường ray cước này. Đấy. Ok. Hôm nay con số 4. Số 4. 180.000 nha mọi người. Rồi, hai cái đống này. Tiếp theo. Số 5 là một con Shimano. Shimano dòng Tomorrow. Đây. Tomorrow. XX 1000 nha mọi người. Con này size 1000. Đấy, size 1000. Ngoại hình cho mọi người xem ngoại hình trước đi. Đây. Đây đây là cái ray trượt này. Đây. Ok. Ngoại hình. Đây. Ngoại trước rồi mình đọc thông số sau nhé. Này cái này đang hơi nặng nặng, chắc cái dầu mỡ trong đấy nó hơi khô rồi, mọi người về vệ sinh đi bôi lại dầu mỡ nhé. Đấy, tay hơi nặng nặng, chạy thì ok rồi mà tay hơi nặng nặng nha mọi người. Đấy. Đảo chiều. Đấy. Khóa một chiều đồ ok nhé. Hình. Rồi bây giờ mình sẽ xem được cái thông số của nó như thế nào. Xít con này vào tí. Hay thấy 1000. Ratio 4.2. Vào cước là số 2 160 mấy, số 3 là 110, số 4 là 90. Đấy. Con này tải chắc cá cũng được 5 kg mọi người. Tải chắc cũng được 5 kg cá. Đây, cá 5 kg. Ok. Con này con số số 5. Số 5. 250. À mình nói luôn, con này tay vẫn gập được nha mọi người. Con này tay gập được, đổi tay trái phải được. Tay gập đổi tay trái phải được. Đấy. Chất liệu là graphic carbon gì đây? À titan, titanate nha mọi người. Này, titanate. Okay. Mình thử nới cái này mình gập tay cho mọi người xem nhé. Đấy, nới bên này ra tí. Đấy, gập tay vào như thế này. Ok. Gặp dưới hoặc gặp lên đây vẫn được nhé. Này, con này số 5, 250.000 cho mọi người.
Tiếp theo số 6 là một con, nó ghi đây KTA 1000, KTA 1000 nha mọi người. Đấy, con này thì dòng của thằng nào đây? Radio con này tới 5.3 nha mọi người. 5.3 rất khó nhìn nhưng mà mọi người nhìn kỹ bằng thái này, 5.3 này. Radio 5.3. New One System. Mm cước. Cái này cước nhựa gì đó, không cước nhựa 0.24 là thành là được 200 mét nè. 0.29 là được 140 mét nè. Cước nhựa mà 0.32 ly là được 100 mét nè mọi người. Đây. Đây, thông tin như thế. Này sai 1000 nha mọi người, sai 1000. À mình nói luôn. Đây. Con này trong này nó chạy 3 bi này, trục này nó chạy 3 bi. Nó chạy 3 bi nha mọi người. Và cộng 1 này chế độ kháng mặn nha mọi người. Đây, kháng mặn, chế độ kháng mặn nhá. Đấy, vừa kháng mặn mà vừa xài 3 bi nha mọi người. Đấy. Cấu bằng kim loại này, cấu kim loại này, cấu nhôm này. Đấy. Cái vỏ này thì graphic thôi, nhưng mà cấu này cấu nhôm này. Đấy. Cấu nhôm đây. Đây. Đấy, có một kiều này. Đấy, dập tay này. Tay này đổ trái phải được nha mọi người. Mở này, mở khóa này. Radio 5.3 rất là cao nha mọi người. Đấy. Trượt này. Trượt cước này. Đấy. Con này của cái hãng gì thì nó mòn mất rồi nhưng mà rất là xịn nha mọi người. Hãng gì nó mòn mất rồi, không ghi, cũng không thấy ghi xuất xứ luôn. Rồi con này đồ bãi Nhật nha mọi người, đồ mình toàn đồ bãi Nhật hết. Số 6. Số 6. 280.000. Số 6 280.000 nha mọi người. Tiếp theo số 7. Số 7 là một con máy Ryobi. Ryobi. Con này chỉ dùng tay phải thôi nha mọi người. Con này chỉ dùng tay phải thôi. Size con này thì tầm cỡ 1.500. Đấy. Size con này tầm 1.500 nha mọi người. Đấy, ngoại hình. Chất liệu là bằng kim loại này. Kim loại này, chỉ có cái này bằng nhựa thôi, chỉ có cái cấu trên bằng nhựa thôi. Còn dưới này kim loại. À, khóa một chiều. Ok. Gặp này. Đây, cái đây trượt. Đây trượt này bằng đá luôn nha mọi người. Đá nâu này. Đấy. Xiết thêm con ốc này vào. Đấy, xiết thêm con ốc này, hơi lỏng rồi. Đấy. Con này là máy in Taiwan nha mọi người, hàng Đài Loan xuất Nhật. Đấy, Đài Loan xuất Nhật. Ryobi nhưng mà nhà máy ở Đài Loan. Đấy, mã IC. IC là chữ dân Kester này, này. 850. Đấy. 850 là cái mã thôi mọi người, còn size của nó khoảng cỡ 1.500 đấy. Rồi, tiếp tục. Nó tải cá thử. Nó tải khoảng con cá 5kg nha mọi người. Con cá khoảng 5kg. Đây, cước số 2 vào 290 mấy, cước số 3 vào 200 mấy và cước số 4 vào 100 mấy nha mọi người. Đấy. Nó tương đương với cũng máy 2.000 luôn chứ đừng nói là 1.500 đâu mọi người. Máy nó xài nó tương đương 2.000 luôn đấy. Xài tương đương 2.000 luôn chứ không phải 1.500 này. Con này con số con này số 7 nha mọi người. Số 7. Con này bán 200 nha mọi người. Số 7 200. Còn rất là mới. Đây. Tiếp theo số 8. Số 8 là con máy của thằng gì đây? Korea luôn, của Hàn Quốc. Nhá. Máy của Hàn Quốc.
hiệu gì đây, radio 4.4 nha mọi người, radio 4.4. Ủa, cái con số 7 này lúc nãy có radio không ta? Số 7 này, con số 7 lúc nãy không thấy radio. Mình đo cái radio con số 7 này cho mọi người nhé. Ôi, từ từ. À, từ mình đo lại này. 1 2 3 Radio của con này khoảng cỡ 3.8, 3.9 nha mọi người. Radio của con số 7 này 3.8, 3.9. Đây, còn con này thì radio là 4.4 này. Vào cước số 2 130 mấy. Số 3 vào 100 mấy, số 4 vào 80 mấy. Này size 1000, dream ring. Size 1000 nha mọi người. Đấy. Trượt này. Đấy. Ok, ngoại hình. Cần này mình đổi tay trái phải được nha mọi người. Cần đổi tay trái phải được. Đổi tay trái phải được và gập được. Đấy, gập được và đổi tay trái phải được nhé. Đây, đổi qua đây được. Đây. Cái cối này bằng nhôm nha mọi người. Cối này bằng nhôm, không phải bằng nhựa đâu nhé. Đây, vỏ này thì bằng graphic nè. Cái mặt này là graphic nè. Đây graphic chứ. Đây là graphic. Đấy. Con này là con số 8. Rồi, mình thử khóa một chiều này, khóa một chiều này. Mở này. Ok. Con này con số 8, giá 230.000. Số 8 230.000 nha mọi người. Tiếp theo số 9. Số 9 là một con máy Daiwa. Con này Daiwa. Daiwa 1.500. 1.500 mà mình thấy cái size thực của nó to khoảng bằng 2.000, 2.500 nha mọi người. Đấy. Đấy. Con này cái này thì đời cổ, đổi tay được nha mọi người. Con này đổi tay được. Đổi tay được và tháo tay được. Đấy, muốn thì mọi người tháo rút cái này ra. Đấy. Được nhé. Tháo rút luôn ra cho nó gọn được. Ok. Tháo tay được. Đổi tay qua đây được. Đấy. Gặp. Này. Lên trượt. Ok. Cool. Chất liệu bằng kim loại nha mọi người. Kim loại. Đây đây kim loại. Chỉ cái cấu này là bằng nhựa thôi. Cấu này là bằng nhựa. Kim loại hết. Đấy. Con này thì gia văn nội địa chính hiệu, không phải bàn cãi. Cái đời nội đồng cối đá này. Đấy. Con này thì giờ mình đo radio cho mọi người thôi. Còn cái thông số cước của nó thì nó cước số 2 nó khoảng cỡ 200 mấy 230 mấy. Còn cước số 3 khoảng cỡ 150 đến 170 nha mọi người. Cước số 4 thì tầm cỡ 130 mấy. Đấy, mình đang án chừng của cái máy này là như thế. Có một chiều này. Mở này. Ok. Bây giờ mình đo cái radio. 1 2 3 3 Radio của con này 3.5, 3.6 gì đó. Rồi 3.5, 3.6 gì nha mọi người. 3.5, 3.6 gì đó. Con này con số 9. Số 9. Số 9 giá 200 nha mọi người. Số 9, 200. Tiếp theo, số 10 là một con Excellent. Này. Con này cũng Korea nha mọi người. Excellent của Korea. Đấy. Con này nè, đổi tay trái phải được nhé. Đổi tay trái phải được, gập tay được. Đổi tay trái phải được và gập tay được.
chất liệu của con này thì bằng graphic nha mọi người. Đấy, graphic. Đấy, size của con này thì tầm size khoảng này, nó ghi là size 700. Con này 700 đây mọi người, nhỏ 700, size 700. Này, cái con trượt này. Đấy, radio có ghi không? Đây, cước 1.5, cước 1.5 vào là 100 mấy, cước số 2 vào 80 mấy, cước số 3 vào 50 mấy nha mọi người. Đấy. À, cái gì? À, nó quy đổi này, quy đổi này. Cước số 1.5 là cái ly của nó là đường kính của nó là 0.2 ly này, cước số 2 này, cước số 3 này. Đấy. Khóa 1 chiều này. Ok, bây giờ mình sẽ đo cái radio cho mọi người xem nhé. Một, hai, ba. Đấy. Khoảng cỡ 3.6, 3.6 mọi người. Radio khoảng 3.6. Con này con số 10. Số 10. 180.000 nha mọi người. Số 10 180.000. Số 11. Số 11 là một con Starseal. Starseal này là Korea, Hàn Quốc, hàng xuất Nhật nha mọi người. Đây, mã là CT35. Radio 5.1 nha mọi người, radio 5.1. Chất liệu là graphic nè. Đây, chất liệu graphic. Mọi người coi ngoại hình trước đây rồi, mình sẽ thử. Xoay thử nha. Đấy. Con lăn trượt này. Đấy. Cái này đổi tay trái phải được mọi người, đổi tay trái phải và tay có thể gập được, đổi tay trái phải và gập được. Đấy. Côn này. Ok. Đây, nó lấy cá khoảng cỡ cá cỡ 5 kg nha mọi người, cá cỡ 5 kg. Đây, cước số 2 vào 170 mấy, cước số 3 vào 120 mấy, cước số 4 vào 100 mấy. Con này size tầm size 1000 nha mọi người, size 1000. Quay tay trái thì không thuận lắm nên. Đấy. Đấy. Ok. Ủa? À, đúng rồi, con này radio rất là cao, 5.1. Này số số 11. Số 11 270.000 nha mọi người, số 11 270.000. Số 12 là một con máy Olympic. Olympic này. Con này nó ghi cái mã của nó là VX800 nha mọi người, VX800. Nhưng mà cái size của nó thì tầm khoảng cỡ size 1.5 nha mọi người. Size của nó, size thực của nó tầm 1.5. Đấy. Size thực của nó tầm 1.5. Ngoại hình này. Con này không có ghi made in ở đâu hết, mà ở bên con này hàng bãi Nhật thì mình nghĩ là nó sản xuất tại Nhật, nó không ghi luôn. Đập này cho có con lăn này, con trượt cước nhé. Đấy, nới côn. Cước số 3 vào 150 mét, cước số 4 vào 100 mét và cước số 5 vào 80 mét. Còn là lực kéo gớm này. Không thấy ghi radio, không thấy ghi radio đâu. Thì mình đo thử cái radio cho mọi người xem. Đấy. Đổi tay trái phải được cho mọi người. Con này đổi tay trái phải được. Đổi tay trái phải và gập tay được nhé.
ở tay trái phải và gặp được này, đấy gặp được người khác này, đấy ừ, cứ nới thêm là gặp thôi, đấy gặp được nhá, đổi tay trái phải được. Đấy. Radio này. Radio này. 1 2 3 4 Radio, radio cũng được 4.9 rồi, 4.8, 4.9 á. Đấy, radio cũng được 4.8, 4.9. Con này con số số 12. Số 12. 12 đúng không ta? Số 12. Con này bán 230.000 nha mọi người. 12, 230.000. Số 13 là một con máy Daiwa. Đây ST650D X. Đấy. Con này á thì size của nó đúng là size nhỏ tầm gỡ đúng rồi, size 650 thì hợp lý, 650 hoặc là 700, 800 gì đấy. Đây. Ngoại hình. Da băng này. Đấy. Đấy. Này, con lăng này. Con này đổi tay trái phải và gặp được nha mọi người. Gặp được, đổi tay trái phải và đều gặp được. Đấy, nở cái này xuống gặp nhá. Đổi tay trái phải được. Đấy. Tháo vít này ra, đảo qua bên này. Đấy, chất liệu của cái này là bằng kim loại nhá, chất liệu bằng kim loại. Cái cối này thì bằng nhựa này. Chất liệu của cái này bằng kim loại. Đấy. Rồi, mình coi cái thông số. Cước số 3. Cước số 2 vào bao nhiêu? 100. Cước số 2 vào 150 mấy, cước số 3 vào 100 mấy, cước số 4 vào 70 mấy nha mọi người. Đấy. Thế thôi, còn cái radio của nó chắc mình phải đo rồi. Đấy. Mình đây mình tính thử thôi. Một, hai, ba. Đây. Cái này khoảng 3.7, 3.8. Chờ anh đi. 3.7, 3.8. Radio 3.7, 3.8 gì đó nha mọi người. Đấy. Chờ anh khoảng 5 phút. Đây. Còn là con số 13. 13, 270.000. Tiếp theo số 14 là một con máy Olympic này. Máy Olympic. Con này thì máy in Korea nha mọi người, Hàn Quốc xuất Nhật. Đấy. Con này chạy bi này, ball bearing. Đấy, Olympic long pool. Ngoại hình. Đấy. Ngoại hình trước cho mọi người đây, lật. Này. Rai trượt bằng đá nâu luôn nha mọi người, bằng đá nâu ok luôn. Đấy. Khóa một chiều nè, mở này. Ok. Rồi, cho mọi người coi cái thông số. Đây, cước số 2 vào 150 mấy, cước số 3 vào 100 mấy, cước số 4 vào 80 mấy. Con này size thật của nó là 1.000 nha mọi người. Mã là 700 nhưng mà size thật của nó là 1.000. Size thật của nó 1.000 lận cơ mọi người á. Đấy. Để mình coi cái radio có ghi radio không? Không thấy ghi radio thì mình đo luôn, đợi mình tí mình đo luôn. 1 2 3 4. Cái này radio của nó 4.3 4.4 nha mọi người, radio khoảng 4.3 4.4. Đấy. Chất liệu của cái này hình như là bằng carbon hay sao á. Chất liệu. Cái này là bằng cấu bằng nhựa này. Đấy, graphic.
Đấy, tay thì có gập nha mọi người. Tay thì vừa gập vừa đảo đảo chiều được, đảo chiều trái phải được nhé. Số số 14. 14 300. Số 15 là một con máy Ryobi. Con này thì giờ cái tem nó bẻ ra đây rồi, mình không thấy cái mã gì nữa. Con này size khoảng cỡ 800 nha mọi người, size khoảng 800. Đấy. Này, khóa một chiều này. Mở này. Ok. Đấy. Cái con lăn mở này. Đấy. Mọi người về đánh ra xí là nó sạch cái rỉ này đi là ok à. Xí thôi, không có gì cả. Đấy, vẫn trơn như thường nhé. Đấy, Ryobi. Đấy, mình đo thử cái radio xem thử có ghi không đã chứ. Đây, lại cước số 2 vào 160 mét, cước số 3 vào 120 mét, cước số 4 vào 90 mét. Đấy. Radio bao nhiêu đây không mất rồi. Để mình đo thử. 1 2 3 4 4.6, 4.7 nha mọi người. Radio khoảng 4.6, 4.7 gì đó. Máy in da băng này. Con này Ryobi nha mọi người. Chỉ có bị mắc tem thôi, chứ còn xài rất là ok. Đấy. Đấy. Con này con này size khoảng cỡ 8-900 gì đó. Size 8-900 gì đó nha mọi người. Con này số... số 15. Số 15 nha mọi người. Số 15 250.000. Tiếp theo số 16. Số 16 là một con Shimano, Shimano GT 2000 nha mọi người. Tomura GT 2000. Đấy, con này thì nó chạy 3 bi này, nó chạy 3 bi. Đấy, ngoại hình của nó. Ok. Nó mất một nửa cái tay bên này. Cho mọi người coi xem cái thông số này trước đi. Cước số 2 vào 200 mấy, cước số 3 vào 140 mấy, cước số 4 vào 100 mấy. Con này size 2000 đó nha mọi người. Size 2000. Đấy. Đấy. Rồi. Cái này này. Cái này còn mình thấy còn trơn láng nha mọi người. Còn trơn láng. Đây, con lăn. Này, con này thì nhà máy Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Hàn Quốc xuất Nhật. Ok. Tay thì vừa gập vừa đảo chiều được. Tay gập và đảo chiều được nha mọi người. Tay gập, gập vào và đảo chiều được. Trái phải được. Đấy. Đấy. Ok. Con này số 16. 16 320.000 nha mọi người. 16 320.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng đó là 0854 901 685. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Và mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code đơn hàng từ 200.000 trở lên mình sẽ ship. Đấy. Và một cái nữa đó là mọi người trước khi nhận hàng mọi người phải kiểm tra thật kỹ hàng xem có bị lỗi gì không nhé, sai sót gì không, và xem quá trình vận chuyển nó có bể vỡ gì không để giải quyết ngay lúc đấy luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng rồi với báo nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.